đồi mồi. Tên Latin, Eret Mochelis imbricator. Họ, Victelloniidae. Bộ, rùa Testuzinator. Đặc điểm nhận dạng. Có mai hình oval, viền ngoài mai có các khía nhọn. Trên mai có bốn đôi tấm vảy đối xứng dạng lợp ngói, trừ đôi mồi con và thỉnh thoảng ở một vài con trưởng thành. Chiều dài thẳng mai khoảng 90cm. Đầu nhọn, rộng khoảng 12cm. Miệng có dạng như mỏ diều hâu, phần trước đầu có hai tấm vảy. Trên mỗi chân bơi có hai móng vuốt sắc. Mai rùa mới nở màu vàng đen, từ vàng tối đến vàng sáng, sau đó chuyển dần sang màu vàng nhạt. Bụng có màu vàng sáng đến trắng. Ở viền ngoài yếm có bốn đôi tấm xương. Sinh học, sinh thái. Loài có kích thước nhỏ so với các loài rùa biển khác. Chiều dài trung bình không vượt quá 1 mét. Trọng lượng trung bình của rùa trưởng thành khoảng 60 kg, tối đa là 80 kg. Mùa đẻ trứng từ tháng 2 đến tháng 6, mỗi lần đẻ từ 70 đến 130 trứng. Các ổ trứng sâu khoảng 40 đến 50cm, thời gian ấp trứng là từ 55 đến 60 ngày. Thành phần thức ăn, các loại hải miên, san hô mềm, cá, tôm, cua, các loại rong và cỏ biển. Sinh cảnh làm tổ thường cách biệt, cả về không gian lẫn thời gian với các sinh cảnh do các loài rùa biển khác. Nơi sinh sống, vùng chiều, vùng khơi, ven đảo. Trước năm 1980 đã có trại giống và tổ chức nuôi ở Cát Bà, Hải Phòng và Hà Tiên, Kiên Giang. Phân bố trong nước, ở khắp vùng biển Việt Nam trước năm 1990. Các tỉnh ven biển Việt Nam, chủ yếu Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Côn Đảo, Kiên Giang, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khu vực phân bố tập trung là xung quanh quần đảo Trường Sa, Côn Đảo và Phú Quốc. Thế giới, vùng biển nhiệt đới, ôn đới Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương. Giá trị là một trong những loài quan trọng trong hệ sinh thái biển. Đồi mồi trở nên quan trọng cho các mục đích không săn bắt như tham quan, du lịch, học tập, nghiên cứu khoa học v.v. Tình trạng trước năm 1990 gặp phổ biến ở các tỉnh ven biển Việt Nam. Do nghề thủ công sử dụng mai, vảy làm đồ mỹ nghệ bán cho khách du lịch phát triển mạnh, nên nguồn lợi này đã và đang bị suy giảm nghiêm trọng, vùng phân bố bị thu hẹp. Dự đoán số lượng giảm 50% do đánh bắt quá mức, hiện còn khoảng 1.000 cá thể trưởng thành. Phân hạng N2B, EC1. Biện pháp bảo vệ. Đã đưa vào pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 1987. Đề nghị đưa vào luật thủy sản, tuyên truyền trên báo chí, đài, cấm đánh bắt quanh năm bằng bất cứ hình thức và loại ngư cụ nào. Đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam, năm 2000. Biện pháp kỹ thuật, quản lý khu bảo tồn các vườn quốc gia ven biển, cho ấp trứng, thả đồi mồi con ra biển và có đánh dấu. Tài liệu dẫn, sách đỏ Việt Nam phần động vật trang 251.